Tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc 6 người Việt tử vong tại Thái Lan, đó là vào ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương. Cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân sơ bộ vụ việc diễn ra trước đó một ngày. Cảnh sát nêu rõ nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại. Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đã đặt phòng cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10 tháng 7. Trước đó, tối ngày 16 tháng 7, kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng của các nạn nhân bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu của việc có người đột nhập vào phòng để sát hại. Cũng trong thông báo, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ. Ông Srettha cho biết đã gặp đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng ở khách sạn Grand Hyatt Erawan vào tối ngày 16 tháng 7 để trao đổi về vụ việc.